với giọng hát của Tú Đàm. Xin gửi tràng tay cho Tú Đàm. Xin cảm ơn Tú Đàm. Và để nối tiếp chương trình
văn nghệ hôm nay thì ban văn nghệ, ban thế hệ không những hát dân nhạc mà còn có cả cải lương hậu quả. Thì hôm nay các thành viên của ban văn nghệ trong thời gian vừa rồi đã tập dượt và hôm nay sẽ ra mắt với chính đoàn cải lương hậu quả Mạnh Lệ Quân Kỳ Nữ, gồm có những nhân vật sau đây. Là nhân vật chính đóng vai Mạnh Lệ Quân là cô Lệ Sương, rồi cô Ánh Tuyết là Ánh Hà, hai con ngựa là Anh Liêm và Quân Thảo, và hai nữ tỳ là bé Ca Thi và bé Thanh Trúc. Xin quý vị thưởng thức màn cải lương trích đoạn cải lương hậu quả Mạnh Lệ Quân Kỳ Nữ do ban văn nghệ ba thế hệ trình bày. Xin quý vị dành một tràng pháo tay. Thank you.
sống đó.